xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc mừng các bạn xem bản tin. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc lên tiếng về việc tiến sĩ Nguyễn Quang A bị mời làm việc nhiều lần. Ngày 28 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc quan ngại việc công an mời tiến sĩ Nguyễn Quang A làm việc. Theo ai dẫn nhận định của bà Marie Lawler, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, bảo vệ nhân quyền viết trên trang X ngày 27 tháng 9. Quan ngại về các tin tức từ Việt Nam do thấy tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bảo vệ nhân quyền kỳ cựu, đã bị công an mời lên để thẩm vấn liên quan đến các bài đăng và cuộc phỏng vấn trên mạng xã hội của ông. Chris Hành Bài trên VOA. VOA cho biết, bà Marie, giáo sư thỉnh giảng thuộc Trung tâm Đổi mới Xã hội, Trường Kinh doanh Đại học GT Dublin, Ireland, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền vào ngày 1 tháng 5 năm 2020. Độc lập tham gia vào các cơ chế giám sát và tìm hiểu thực tế của Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bà nhấn mạnh, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã bị thẩm vấn và quấy rối nhiều lần vì hoạt động bảo vệ nhân quyền của ông không phải được phép tự do bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Bà cũng cho biết, ngày 26 tháng 9, luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh ở Mỹ đã đăng trên Facebook cá nhân của ông ảnh chụp hai giấy mời của Công an thành phố Hà Nội gửi tiến sĩ Nguyễn Quang A. Giấy mời thứ nhất yêu cầu ông A phải có mặt vào ngày 25 tháng 9 để làm việc, với nội dung hỏi về việc tham gia hội luận trên mạng xã hội YouTube. Giấy mời thứ hai yêu cầu ông phải có mặt ngày 27 tháng 9 để hỏi về việc tham gia hội luận trả lời phỏng vấn trên mạng xã hội. VOA đã liên lạc với cán bộ phụ trách được nêu tên trong thư mời của Công an Hà Nội và liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ nói thêm về thư mời và đưa ra bình luận về phát biểu trên của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc nhưng chưa được trả lời. Và đây là hình tiến sĩ Nguyễn Quang A. Theo VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trí thức phản biện nổi tiếng và là một trong những lãnh đạo của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam, thường xuyên trả lời phỏng vấn của báo đài nước ngoài. Trước đó, ông có tham gia hội luận trực tuyến về các vấn đề chính trị, xã hội và thời sự liên quan đến Việt Nam trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. VOA dẫn lời ông Quang A cho biết, ông đã không đến trụ sở công an quận Long Biên, Hà Nội như thư mời yêu cầu. Là người được mời và tôi từ chối lời mời. Tôi yêu cầu họ không đến nhà riêng của tôi để đưa bất cứ giấy tờ gì và hãy gửi cho tôi qua bưu điện. Tôi cũng sẽ trả lời bằng văn bản qua bưu điện. Nếu ai nhắc đến việc nhà chức trách Hà Nội đã phóng thích các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Thị Minh Hồng và Hoàng Ngọc Giao trước hạn tù, ngay trước khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm khởi hành đi Mỹ để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo kiểu ai, vào tháng 5 năm 2023, ông Nguyễn Quang A cũng bị giới hữu trách Việt Nam chặn xuất cảnh với lý do an ninh quốc gia khi ông khởi hành đi Thái Lan từ sân bay Nội Bài. VOA cho biết thêm, tiến sĩ Nguyễn Quang A là cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Viện này đã bị chính phủ Việt Nam giải thể vì có những kiến nghị táo bạo, bị xem là đi ngược lại với đường lối của đảng. Ông cũng được bình chọn là một trong 10 người có ảnh hưởng đến sự phát triển của Internet Việt Nam trong 10 năm, từ năm 1997 đến năm 2007. VOA nhắc lại, những người Việt Nam không bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay thực hiện những hành vi nhằm vào người bảo vệ nhân quyền. Hà Nội thường khẳng định các chính sách nhất quán về việc đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền tự do phát triển và tự do ngôn luận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Học đồng Liên Hiệp Quốc lên tiếng về việc tiến sĩ Nguyễn Quang A bị mời làm việc nhiều lần. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.lê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm bị cắt bỏ. Ngày 27 tháng 9, AFP tiếng Việt cho hay, báo Việt Nam cắt bỏ đoạn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm ca ngợi những người bạn Mỹ. Theo đó, một đoạn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ đã bị báo chí nhà nước cắt bỏ. Và đây là hình bài trên AFA. Cụ thể, AFA cho biết, ngày 23 tháng 9, ông Tô Lâm có bài phát biểu nhân lễ kỷ niệm một năm đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ tại Viện Nghiên cứu Asian Society New York. Bài nói chuyện này được báo Tuổi Trẻ đăng tải toàn văn có đoạn trong Cách mạng tháng 8. Những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chứng kiến Hồ Chủ tịch trích dẫn tuyên ngôn độc lập Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu hoan nghênh phái đoàn Mỹ. Tuy nhiên, theo AFA, sáng ngày 27 tháng 9, giờ miền Đông Hoa Kỳ, đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ đã không còn trên báo Tuổi Trẻ Online. Tờ báo này không có bất kỳ lời đính chính hay giải thích nào. Theo AFA tìm hiểu, trên Wayback Machine, kho lưu trữ kỹ thuật số của World Wide Web được thành lập bởi Internet Archive có 9 lần. Trang này chụp lại màn hình bài viết từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 với nhiều thay đổi. AFA cũng cho biết các tờ báo nhà nước khác khi tường thuật về buổi lễ và về bài phát biểu trên đã tóm tắt ngắn gọn phần về lịch sử quan hệ Việt-Mỹ không trích dẫn câu nói ở trên. Kênh YouTube của Phố Bô Sa TV đã quay lại toàn bộ bài phát biểu trên của ông Tô Lâm và đăng tải trên kênh này, cho thấy lãnh đạo của Việt Nam có nói những lời nêu trên. AFA nhận xét, việc các tờ báo nhà nước kiểm duyệt để rút bài, rút link, sửa bài viết mà không có bất kỳ giải thích nào là chuyện không lạ. Tuy nhiên, lần này không rõ lý do vì sao đoạn nói chuyện của ông Tô Lâm tại Mỹ lại bị cắt bỏ. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Viện Nghiên cứu Asian Society tại Hoa Kỳ. Trước đây, vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, VOA Tiếng Việt cho hay các cơ quan truyền thông do nhà nước Việt Nam kiểm soát đã cắt cục phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề nhân quyền của Việt Nam trong những phiên bản được gọi là toàn văn phát biểu của ông sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Trọng về việc nâng cấp quan hệ ngày 10 tháng 9 năm 2023. Theo khảo sát của VOA, những video thời sự có phần dịch lồng tiếng được phát sóng trên các đài truyền hình nhà nước cùng bài đăng trên một số website có báo mạng khác cho thấy phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau cuộc họp với nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã bị cắt bỏ, chỉ chừa lại một vế. Theo bản ghi do Tòa Bạch Ốc công bố và theo video thu trực tiếp tại hiện trường, Tổng thống Biden nói rằng: "Tôi cũng đã nêu lên tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và người dân Mỹ, và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó." Trong khi đó, phiên bản được sử dụng trên truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ nói rằng: "Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người." AFA dẫn bình luận của một số Facebooker Việt Nam cho thấy nhiều nhận xét khá tích cực về chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tô Lâm và những phát biểu của ông tại Mỹ. Những nhận định này đại ý cho rằng có thể ông Tô Lâm không giáo điều như cố Tổng bí thư Trọng và bày tỏ hy vọng về một số đổi mới cho Việt Nam trong tương lai. AFA cho biết thêm, đoạn trích câu nói trên của ông Tô Lâm được nhiều tài khoản Facebook cá nhân ở Việt Nam đăng lại để minh chứng cho điều này. Tuy nhiên, AFA cũng dẫn các ý kiến bày tỏ nghi ngờ đối với người đã có hơn 40 năm phục vụ trong ngành công an và là Bộ trưởng Bộ Công an suốt 8 năm trước khi trở thành Tổng bí thư Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ của Tổng bí thư Tô Lâm bị cắt bỏ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.